Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu và chia sẻ với các bạn một cách dồng ngô hiệu quả và làm một lượt là có thể đẹp ngay và không phải dặm đi dặm lại nhé. Mà cây ngô nếp của mình rất hiệu quả các bạn ạ. Đạt kinh tế năng suất cao so với ngô tẻ thì ngô nếp sẽ năng suất gấp 4 đến 5 lần ngô tẻ các bạn nhé. Các bạn dồng cây ngô nếp vào cái vụ thu đông. Đó, bây giờ đang là đầu tháng 7 âm lịch các bạn nhé. Hôm nay là mùng 6 tháng 7 âm lịch là mình đang bắt đầu đi trồng ngô để đón bán vào cái vụ ngô thu đông. Đấy, và sang khoảng độ cuối tháng 9 là mình có thể bán được ngô. Lúc bấy giờ là bà con dân tình là bắt đầu ăn lẩu này, ăn ngô nướng, ngô luộc. Là mình trồng cái ngô nếp vào cái vụ này là rất dễ bán và rất dễ tiêu thụ các bạn nhé. Mà nó rất hợp thời tiết và có thể là mình chăm sóc nó cũng đơn giản hơn các mùa vụ kia các bạn ạ. Đó, bây giờ mình quay cho các bạn xem là cái bãi bầu ngô của mình nhé. Đây các bạn ạ, đây là bãi bầu ngô của mình. Mình vừa mới trồng xong hôm qua, nhưng mà vì trời mưa thế nên là mảnh đất nó lì và cái rễ ngô nó trắng ra xóa rồi thế này. Nó đem nó mưa xong nó dãi đất đấy các bạn. Đây, mình cũng phủ cát, phủ đất bột bên trên nhưng mà mưa to quá rằng nó dãi này. Các bạn nhìn bầu ngô của mình đẹp chưa? Đó. Mùa thu nhưng mà có một trận mưa rất là to các bạn ạ. Đó, bãi bầu ngô đấy. Đã xem. Đó, đây là mình bắt đầu mình rồng ra rồi đây các bạn. Hàng hàng lối lối. Cái ngô mình vừa mới rồng. Nếu mà mình rồng hạt á thì phải sau khoảng độ một tuần đến chục ngày nó mới được như thế này các bạn nhé. Thế nhưng mà mình rồng hạt là rồng xong một cái là nó đẹp ngay này các bạn. Hàng hàng lối lối các bạn xem. À, các bạn ơi, đây ngô của mình từ hôm mình bắt đầu rồng đến hôm nay là được 10 ngày rồi các bạn nhé. Các bạn xem vườn ngô của mình bắt đầu bón phân và mình lấp đạm một mé này. Mình quay cận cảnh cho các bạn xem. Đó. Cây ngô của mình, các bạn xem, bắt đầu từ được hơn 2 gang tay rồi các bạn ạ. Khi mình ươm bầu thì mất một tuần và từ khi mình rồng đến hôm nay là được 10 ngày nữa. Là cây ngô từ khi bắt đầu thả hạt tiếp xúc với đất đến nay là được 17 ngày các bạn nhé. Cây ngô của mình đã được như thế này rồi. Đây các bạn ơi, cây ngô của mình từ khi rồng đến hôm nay là được 28 ngày rồi các bạn nhé. 28 ngày thì mình xem như cây ngô này mình đếm lá cho các bạn xem này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 lá và 1 búp. Cái này khoảng độ 2 lá nữa thôi các bạn ạ. 2 lá nữa là nó sẽ lên đến tầm này. Thì là bắt đầu nó nhọn búp này, nó ra bông các bạn nhé.
Đấy. Thì cái ngô nếp này của mình rồng từ khi bắt đầu rồng cho đến khi mình thu hoạch được là vừa tròn 2 tháng. Đúng 2 tháng các bạn ạ, nếu như ở cái nhiệt độ ấm vừa phải như cái thời điểm này thì vừa chỉ có 2 tháng thôi là ngô của mình nó đã được thu rồi các bạn nhé. Nếu so với ngô tẻ thì nó sẽ ngắn hơn được gần 1 tháng các bạn ạ. Đấy, vừa mang lại kinh tế hiệu quả cao hơn, vừa rút ngắn thời gian. Nhưng mỗi cái là mình phải mang đi mình tiêu thụ tươi. Đấy, à, khi như thời điểm bây giờ ấy là ngô của mình là bán là 12.000 trên 1 kg, bóc trần hết cả vỏ đi các bạn nhé. Nếu như để cả vỏ thì bán 10.000 1 kg. Còn nếu trên thị trường cái ngô tẻ, ngô đỏ hạt khô bây giờ là có 58.000 một yến và 5.800 1 kg, chưa đầy 6.000 1 kg các bạn ạ. Mà đấy là nguyên hạt và hạt khô các bạn nhé. Đây các bạn xem, mình quay từ xa cho các bạn xem cái vườn ngô nhà mình nhé. Đấy. Mình trồng ngô bầu, nếu mình làm được bầu á thì là nó rất là nhanh, à cái gì đều, và khi mình thu hoạch á nó đồng loạt các bạn ạ. Mình cho các bạn xem, mình trồng ngô nếp cái thửa này của mình là mình trồng làm 2 đợt. Cái đợt trước của mình á là đến bây giờ các bạn xem nó đã bắt đầu phun dâu này. Vườn ngô nhà mình bắt đầu phun dâu. Còn cái loạt bên cạnh này nữa là bây giờ bắt đầu mới chuẩn bị để nhọn đồng. Chuẩn bị nhọn đồng các bạn nhé. Bởi vì mình phải thu hoạch tươi, thế nên là mình phải rồng làm nhiều đợt các bạn ạ. Mình không thể ồ ạt rồng một lúc cả một cân ngô giống được. Một cân ngô giống nếu như mình mà rồng để mình bán tươi thì mình phải rồng làm ít nhất làm 2 đợt đến 3 đợt. Các bạn xem. Cái đợt này của mình là còn khoảng độ 15 ngày nữa thôi các bạn ạ. Đã phun dâu như thế này chỉ được 15 ngày nữa thôi. 15, 17 đến 20 ngày là mình lại thu hoạch hết. Cái ngô này của mình bắt đầu từ khi mình rồng cho đến bây giờ là nó rơi vào khoảng độ 1 tháng 5 ngày, khoảng 1 tháng 5, 5 ngày đến 1 tháng 7 ngày gì đấy. Thì là đã nó đã phun dâu như này rồi các bạn ạ. Các bạn xem vườn ngô này. Cùng một thửa ruộng nhưng mà mình rồng làm 2 đợt các bạn nhé. Một đợt là mình rồng cách nhau khoảng độ nửa tháng để mình thu hoạch cho nó, bán cho nó dễ các bạn. Đây. Nếu như các bạn rồng ngô nếp bắt đầu từ đầu tháng 7 các bạn rồng cho mình thì là cây ngô phát triển rất là nhanh và mình tiêu thụ, cái lượng tiêu thụ của nó cũng rất là dễ các bạn nhé. Đấy, chứ còn nếu các bạn mà rồng ngô tẻ thì mình không nói làm gì. Nếu ngô tẻ thì vào cái mùa này á, khi mình thu hoạch thì phơi nó cũng rất là khó. Thế là một, thứ hai nữa là nó dài ngày. Mình nhà mình nuôi trâu nên là mình cứ rồng ngô nếp xong rồi là bắp mình bán tươi, mà cây thì mình sẽ cho trâu ăn, nó sẽ ăn được từ gốc, bỏ mỗi cái rễ thôi các bạn ạ. Các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và chúc các bạn thành công trong cách lựa chọn rồng cây ngô và trồng theo thời vụ nhé. Chúc các bạn thành công.
Các bạn nhớ ủng hộ cho mình bằng cách like cho mình một like, chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình để ủng hộ cho mình có động lực làm tiếp những video tiếp theo. Và các bạn cũng được đón nhận xem những cái video mới nhất của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.